người, lại là bản tin B-News của Bichino và mình là Ngọc. Smartphone màn hình gặp vỏ sò của Samsung sẽ chỉ có giá bằng 1/2 Motorola Razr, nhưng không phải là Galaxy Fold 2 cao cấp. Nhà sản xuất phụ kiện đang tải ảnh render của Huawei P40 Pro. Loại hình ảnh render ốp lưng cho Google Pixel 4a xác nhận thiết kế chính thức. Liệu công nghệ của Apple Watch sẽ giúp Apple cải thiện thời lượng pin trên iPhone 2020? iPhone SE 2, iPhone 9 lộ thiết kế, trông giống iPhone 8, mặt lưng không còn trơn. Smartphone màn hình gập vỏ sò của Samsung sẽ chỉ có giá bằng 1/2 Motorola Razr, nhưng không phải là Galaxy Fold 2 cao cấp. Chiếc smartphone màn hình gập vỏ sò sắp tới của Samsung sẽ khá giống với Motorola Razr vừa ra mắt mới đây. Các phương tiện truyền thông gọi chiếc smartphone này là Galaxy Fold 2, nhưng trên thực tế không phải vậy. Galaxy Fold 2 là kẻ kế nhiệm của Galaxy Fold cao cấp có giá hơn 2.000 USD sẽ được ra mắt vào tháng 8. Galaxy Fold 2 sẽ là một chiếc smartphone cao cấp được trang bị tất cả những công nghệ tiên tiến nhất của năm 2020 và sẽ có giá bán rất cao. Còn chiếc smartphone màn hình gập vỏ sò sắp tới của Samsung sẽ có giá bán phải chăng và không có những công nghệ tiên tiến như 5G hay sạc không dây. Mặc dù không phải là một chiếc smartphone cao cấp, nhưng chiếc điện thoại màn hình gập vỏ sò sắp tới của Samsung vẫn sẽ thu hút sự chú ý. Đây có thể sẽ là chiếc smartphone màn hình gập có giá bán hấp dẫn nhất. Theo một nguồn tin mới đây, chiếc smartphone màn hình gập vỏ sò của Samsung sẽ có giá bán chỉ 857 USD, tức là bằng một nửa so với Motorola Razr có giá là 1.500 USD. Chiếc smartphone này cũng sẽ có cấu hình tầm trung với chip xử lý hơi lỗi thôi. Galaxy Fold vỏ sò sẽ được trang bị chip xử lý Snapdragon 855 thay vì Snapdragon 865 mới nhất của Qualcomm. Ngoài ra, chiếc smartphone màn hình gập này cũng sẽ không được sử dụng lại kính siêu mỏng mới của nhà Samsung vừa phát minh ra. Nó cũng chỉ có camera kép phía sau và các thông số còn lại không mấy ấn tượng. Có thể nói, đây là một chiếc smartphone màn hình gập giá rẻ nhằm giúp người dùng tiếp cận với một thiết kế smartphone hoàn toàn mới và làm quen dần với nó. Nhà sản xuất phụ kiện đăng tải hình ảnh render của Huawei P40 Pro. Huawei P40 Pro sẽ sở hữu màn hình với thiết kế đục lỗ và là vị trí của cụm camera selfie kép. Phần màn hình này được Huawei vắt cong nhẹ sang hai bên, tương tự như những sản phẩm Pro tiền nhiệm trước của hãng như Mate 30 Pro, P30 Pro. Hình ảnh render cũng tiết lộ thêm, chiếc Huawei P40 Pro sẽ không hề được trang bị chất cắm tai nghe 3.5mm. Thay vào đó, cảnh dưới của máy chỉ là vị trí của micro thoại, loa ngoài và cổng kết nối USB-C. Ngoài ra, so với các mẫu flagship khác trên thị trường, có thể thấy hai viền trên dưới của thiết bị này có kích thước hơi dày. Mặt lưng của Huawei P40 Pro sẽ là vị trí của năm camera chính, trong đó có một cảm biến được đặt dưới ống kính tiềm vọng. Theo một số rò rỉ trước đây, camera này sẽ có độ phân giải là 16 megapixel và có hỗ trợ zoom quang lên đến 10x. Lô hình ảnh render ốp lưng cho Google Pixel 4a xác nhận thiết kế chính thức. Với hình ảnh này, chúng ta có thể thấy rõ hơn về cụm camera vuông trên Pixel 4a. Cụm camera này khá kỳ quặc khi camera lại nằm ở phía dưới bên phải, trong khi phía trên bên trái lại là đèn flash LED. Theo dự kiến, Pixel 4a sẽ sở hữu màn hình 581 inch, đây có thể là chiếc điện thoại tầm trung duy nhất của Google trong năm nay, bởi phiên bản Pixel 4a XL lớn hơn sẽ không xuất hiện. Dĩ nhiên, nếu thông tin này là sai thì camera trên phiên bản XL cũng không có gì quá khác biệt. Dù sao thì những hình ảnh về chiếc ốp lưng này cũng giúp chúng ta xác nhận được những yếu tố thiết kế khác có trên Pixel 4a, chẳng hạn như lỗ camera trên màn hình hay chất cắm tai nghe 3.5mm nằm trên đỉnh máy. Dự kiến, Pixel 4a sẽ được công bố tại hội nghị Google I/O 2020 diễn ra vào đầu tháng 5 này. Liệu công nghệ của Apple Watch sẽ giúp cho Apple cải thiện thời lượng pin trên iPhone 2020? Và mới đây, theo nguồn tin từ The Athletic, một trong những nhà cung cấp màn hình của Apple đang bổ sung các trang thiết bị mới để nâng cấp dây chuyền sản xuất của mình. LG Display đã sẵn sàng để cung cấp tấm nền màn hình cảm ứng sử dụng công nghệ FastLens LTPO cho Apple. FastLens, bản nối đa năng sẽ bao phủ toàn bộ các linh kiện sử dụng cho những transistor màn hình mỏng, thin film transistor TFT và là thành phần chịu trách nhiệm bật tắt mỗi pixel. Nên nó đóng một vai trò quan trọng đối với tốc độ làm tươi, có thể là 120Hz trên các mẫu Pro năm nay và khả năng quản lý năng lượng. Những màn hình LTPO được Apple phát triển và sử dụng trên Apple Watch Series 4 và Series 5, chúng hiệu quả hơn 15% và tiêu thụ ít năng lượng hơn so với màn hình LTPS hiện tại đang sử dụng trên màn hình OLED của iPhone. Một trong những lợi thế của việc sử dụng LTPO đó là sử dụng màn hình được làm mỏng hơn. Nếu Apple quyết định sử dụng công nghệ này cho những chiếc iPhone năm nay, về mặt lý thuyết, họ phải tiếp tục cải thiện viên pin bên trong mà không làm tăng độ dày của thiết bị lên. Ngoài trừ khả năng hỗ trợ 5G trên một số mẫu, đột phá về thời lượng pin chắc chắn sẽ là một điều mà các tín đồ iPhone rất hào hứng. Tất cả 4 chiếc iPhone 2020 còn lại sẽ sở hữu màn hình OLED với 5.4 inch cho chiếc iPhone 12, iPhone 12 Plus là 6.1 inch. Cả hai chiếc smartphone này đều có camera rộng và siêu rộng, trong đó iPhone 12 Pro sẽ có màn hình là 6.1 inch nhưng được bổ sung thêm một camera tele. Còn với iPhone 12 Pro Max, chiếc thiết bị này sẽ sở hữu màn hình 6.7 inch. Dẫu thiết bị này vẫn có 3 camera tương tự như iPhone 12 Pro, thế nhưng nó sẽ được bổ sung thêm một cảm biến siêu F. Cảm biến này sẽ phát ra ánh sáng hồng ngoại và đo đạt thời gian cần mà ánh sáng bật ra đi đến đối tượng và phản xạ lại điện thoại, giúp hiệu ứng bokeh làm mờ cho những bức ảnh chân dung sẽ tự nhiên hơn và cho phép Apple cung cấp tính năng Face ID cho camera sau. iPhone SE 2, iPhone 9 lộ thiết kế trông giống iPhone 8 mặt lưng không còn trơn.
Theo các báo cáo gần đây, iPhone SE 2 vẫn được áp dụng ngôn ngữ thiết kế cũ của Apple, tuy nhiên nó sẽ không được xuất hiện với tên gọi mới là iPhone 9. Dựa trên thông tin rò rỉ, leaker nổi tiếng OnLeak đã tạo một loạt ảnh render của chiếc điện thoại này và chia sẻ trên mạng. Qua đó chúng ta có thể thấy cái nhìn rõ nét hơn về thiết kế của máy trước ngày ra mắt. iPhone SE 2 hay iPhone 9 được cho là sẽ có màn hình LCD nhỏ 4.7 inch, kích thước vật lý là 138.5, 67.4, 7.8mm và có camera sau nhô lên 0.8mm so với mặt lưng. Mặc dù có nhiều điểm tương đồng về thiết kế mới của iPhone 8 2017, tuy nhiên iPhone SE 2 được đồn đại sẽ có mặt lưng kính làm mờ khá giống iPhone 11 Pro thay vì mặt lưng kính bóng như trước đây. Về camera, iPhone SE 2 sẽ được trang bị một camera duy nhất ở phía sau. Ngoài ra, là ảnh render mới cũng xác nhận chiếc điện thoại này có cảm biến vân tay Touch ID và nút Home vật lý. Ở bên trong, máy sẽ mang sức mạnh đến từ vi xử lý A13 Bionic của Apple và hy vọng sẽ có pin dung lượng lớn hơn. Theo dự đoán, iPhone SE 2 hay iPhone 9 sẽ được ra mắt trong quý 1 năm 2020. Ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin về tên gọi chính xác của thiết bị. Rõ ràng, hậu tố chính nghe có vẻ hợp lý, nhưng mang đến cảm giác giống như phiên bản kế nhiệm của iPhone 8. Tất nhiên, Apple hoàn toàn có thể sử dụng cái tên iPhone SE 2 nếu không muốn quay trở lại sử dụng số để đặt tên cho sản phẩm của mình. Và đó là những thông tin thú vị của bản tin B News ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người ở những bản tin sau.